Dịch bệnh khiến cho thất nghiệp trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với công nhân tại các khu công nghiệp, cho đến những người lao động tự do. Nhiều người đã phải gồng mình chống chọi, tìm mọi cách để xoay sở mưu sinh trong cơn bão COVID-19. Song tìm kiếm một công việc mới vào thời điểm này là không hề dễ dàng. Dịch bệnh ập đến lần hai khiến những người lao động nghèo này lao đao. Ám ảnh không phải chỉ là dịch bệnh. Với những bệnh nhân chạy thận thì còn một nỗi lo sát sườn mang tên cơm áo gạo tiền. Công việc ngưng trệ cũng đồng nghĩa với việc không còn tiền để duy trì viện phí, thuốc men hàng ngày. Từ hôm bắt đầu dịch quay trở lại thì cũng không dám đi ra ngoài để đi làm. Vì bị cái bệnh suy thận mạn này, một số bệnh mãn tính là nó sẽ dễ bị lây nhiễm hơn. Hàng triệu lao động không có việc làm, song với bệnh nhân chạy thận thì họ không cho phép mình cam chịu số phận. Mỗi ngày với họ là một cuộc chiến tìm cách mưu sinh. Thì là bệnh nhân rồi thì chỉ có cái nguồn thu nhập một tí là đi bán chai nước. Thế nhưng đến đợt này thì lại dịch bệnh lại bùng phát tiếp. Thì thôi, mình là bệnh nhân thì sức khỏe nó đã kém rồi, lại bị bệnh nền cho nên là cũng phải ở nhà. Với cái đợt dịch trước vừa mới qua đấy thì gọi là cái cuộc sống của bệnh nhân ấy gọi là tạm đi vào để mà duy trì. Nhưng mà hiện nay thì đối với cái đợt dịch này thì bệnh nhân không có khả năng nào để mà được nữa. Bởi vì thực sự là cái sức đề kháng bệnh nhân rất là kém. Mong mỏi chờ đợi, hy vọng rồi lại thất vọng. Chưa bao giờ công việc lại khó khăn như vậy đối với các lao động tự do khi dịch bùng phát trở lại. Nói chung là trong một tuần thì may lượng người thuê được khoảng 2-3 người đến thuê thôi, còn đâu là không có việc làm. Giờ mất việc nên trở về quê nhà hay tìm công việc mới? Đây chỉ là một trong muôn vàn những trăn trở của các lao động khi có mặt tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội để làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Do mình tự nghỉ việc thôi, bởi vì là đi làm là không có khách, với cả là không có thu nhập được, phải tự nghỉ. Buổi này, lúc này là tôi đang đi xin việc là gặp rất khó khăn, bởi vì là các công ty họ cũng chưa tuyển việc. Đây là tình cảnh chung của rất nhiều xóm trọ dành cho công nhân lao động. Không biết ngày mai sẽ ra sao, rất nhiều lao động vẫn đang chật vật từng ngày để xoay sở mưu sinh và mong dịch qua mau để tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống.